Hello, xin chào các bác. Em Trung Du Dao Phúc Sen xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu vài mẫu dao chặt gà vịt cho các bác ạ. Thứ nhất là con dao tông các bác ạ. Tông này tông nhám, không phải tông nhám mà là tông bình thường các bác nhé. Tông này tông bình thường, tức là loại không nhám đấy, màu đen đấy. Đấy, riêng dao thì là 27cm, cả chuôi là 40cm nhé các bác nhé. Chặt cây, chặt gà vịt đều được ạ. Tiếp theo là con số 4 này là cũng là dao chặt gà vịt nhé. Các bác nào mà thích nhỏ gọn xinh xinh, nhẹ tay vừa tay ấy thì là các bác dùng con này này, số 4 này. Đấy, cũng là chặt gà vịt nhé. Tiếp theo là con dao số 5 này. À, em đo lại con số 4 xem dài bao nhiêu nhé, thông số. Thông số của con dao số 4 này là lưỡi dài 21 nhé. Bản rộng 6,5 các bác ạ. Tiếp theo là con số 5. Số 5 là dao chặt gà vịt này em giới thiệu nhiều rồi, bác nào cũng biết phải không ạ? Con này là chuyên chặt gà vịt các bác nhé. Chặt xương sườn cũng được ạ. Em đo lại dao nhé. Con này lưỡi dài 23,5. Cả chuôi là vào khoảng 26 các bác ạ. 36cm cả chuôi nhé các bác nhé. Tiếp theo là con số 6 là dao tông nhám ạ. Tông nhám này thì nhám cả hai mặt luôn các bác nhé. Đấy. Tất cả dao nhà em đều làm từ nhíp ô tô loại tốt nhất. Đấy. Tông nhám. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Con này cũng dùng để chặt gà vịt được, chặt cây được các bác nhé. Chặt gà vịt được, chặt cây được luôn. Em đo. Lưỡi con này dài là 26 các bác nhé. Lưỡi 26 cả lưỡi cả chuôi là 39cm các bác nhé. Là 39cm ạ. Cầm con này rất là vừa tay nhé, chặt gà vịt được, chặt cây được ạ. Đấy, rất đẹp luôn. Tiếp theo là con số 7, dao nhám chặt gà vịt. Số 7 này là cũng là nhám hai mặt các bác nhé, nhám hai mặt luôn ạ. Đấy, con này nặng khoảng 6 lạng các bác nhé, 5-6 lạng gì đấy ạ, 5-6 lạng. Con này thì nhíp xịn rồi, con này nhíp nhám hai mặt luôn. Con nào cũng là nhíp xịn cả thôi nha, con này làm hai mặt nhám rất là đẹp ạ. Cán thì gỗ cẩm chỉ, chốt hai đinh rất là đẹp chắc chắn các bác nhé. Đây, em đo thông số xem nó dài bao nhiêu này. Con này là lưỡi dài 24, hơn 24cm nhé. Cả chuôi cả lưỡi là 27cm các bác ạ. 27cm cả chuôi cả lưỡi. Những con dao chặt gà này là em bán với giá là 250.000 nhé các bác nhé. 250.000 ạ, những con dao chặt gà đấy. Những con dao chặt gà từ số 3 đến số 7 này là đều dùng để chặt gà được các bác nhé. Ngoài ra còn có dao lọc này, dao thái gọt này, thái nhám này, lọc gọt nhám và lọc nhám luôn. Đây, em xin báo giá từng con này luôn. Dao lọc này có giá là 200.000 này. Dao thái gọt này cũng có giá là 200.000 các bác nhé. Tất cả em bao ship cho các bác ạ. Tiếp theo là con thái nhám này. Đây là con chuyên thái nhám đấy ạ. Chuyên thái nhám này em bán với giá là 230.000 các bác nhé. Và thái gọt nhám ạ. Thái gọt nhám này em bán với giá là 200.000 thôi các bác ạ. Còn đây là dao lọc này. Đấy, lọc bản to hơn lọc một tí nhưng mà là nhỏ hơn dao bầu thái. Bầu lọc này có giá là 200.000 các bác nhé. 200.000 ạ. Đấy, tất cả từ số 1 đến số 10 hôm nay là cho tất cả là những con này đấy, 10 con dao nhé các bác nhé. Các bác mua từ 5 con trở lên thì em tặng cho các bác một viên đá mài luôn ạ. Em xin nhắc lại từng công dụng của từng con dao nhé. Số 1 là dao lọc thịt này, thái thịt cũng được. Số 2 là dao thái gọt này, đấy, thái nhỏ. Đây là tông chặt cây, chặt gà vịt. Đây là dao chặt gà vịt này. Thứ 5 này cũng là chuyên chặt gà vịt, chặt xương sườn cũng được này. Thứ 6 này là tông nhám chặt gà vịt. Thứ 7 là con chuyên chặt gà vịt nhám nhé. Nhám hai mặt luôn ạ. Con này là chuyên thái nhám này. Có giá 230.000. Thái gọt nhám 200.000. Lọc 200.000 các bác nhé. Đấy, trên đây là giá của các loại dao và công dụng của từng loại dao. Các bác mua dao thì gọi cho em qua số điện thoại là 0989 921 389 nhé. Em chào các bác ạ.